44 năm trước, thời điểm tháng 4 năm 1975, khởi đầu cho một sự kiện xảy ra lần đầu tiên trong 5.000 năm lịch sử của quốc dân Việt. Đó là làn sóng người Việt đã phải bỏ nước ra đi để lánh họa xâm lăng, không phải là một của đạo quân viễn chinh nước ngoài, mà của một đạo quân mang hình hài Việt nhưng đã bị đổi giống thành người vô sản. Đây là những tên lính đánh thuê, đội lốt dân tộc với một mục đích duy nhất là phục vụ cho quyền lợi của mẫu quốc Liên Xô. Những tên lính này được đào tạo và tẩy não tại trường Đại học Phương Đông với một ý thức hệ ngoại lai, cùng với đức tin là bành trướng thế lực đế quốc cho một tân Sa Hoàng Lenin núp dưới cái bóng tình nghĩa quốc tế vô sản anh em. Bị vong thân khỏi vùng đất thiêng nơi chung vùi của không biết bao nhiêu mộng đế quốc, từ vó ngựa thành các tư hãng đến nòng súng của Pháp thực dân. Nhưng người Việt tị nạn đã nhanh chóng thành lập một căn cứ địa mới, một hậu phương mới để giữ lại nền văn hóa cổ truyền của tổ tiên cũng như những di tích lịch sử dân tộc đã và đang bị bọn đội lốt dân tộc hủy hoại. Trong những ngày đầu đặt chân lên miền đất tạm dung, từ hậu phương mới được thành lập đã có rất nhiều tổ chức, đảng phái, phong trào ra đời với chủ trương phục quốc bằng vũ lực. Từ chí nguyện đoàn hải ngoại phục quốc của cựu đại tá Võ Đại Tôn đến lực lượng quân nhân Việt Nam của Trung tá Lục Phương Ninh tại San Diego, đến mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh. Tuy nhiên, nỗ lực phục quốc bằng võ trang đã không thành công vì khuynh hướng của thế giới lúc bấy giờ đã thay đổi. Tuy các phong trào phục quốc đã chuyển qua phương cách đấu tranh khác, nhưng có một người vẫn tin rằng con đường lấy lại quê hương vẫn có thể thành công nếu có sự nổi dậy của quần chúng. Người đó là cựu sĩ quan không quân Việt Nam Cộng Hòa, Lý Tống. Một thân, một mình, không thuộc một bất cứ tổ chức hay phong trào nào. Ông Lý Tống đơn phương quay sang Thái Lan năm 1992, buộc phi công Việt Nam Airlines bay trên không phận Sài Gòn để thả 50.000 truyền đơn kêu gọi dân chúng nổi dậy lật đổ chế độ Cộng sản. Sau khi thả truyền đơn, ông Lý Tống nhảy dù xuống một đầm lầy, bị bắt và bị kết án 20 năm tù giam, nhưng được ân xá và phóng thích vào năm 1998 sau khi Hoa Kỳ và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bình thường hóa bang giao. Ông Lý Tống tên thật Lê Văn Tống, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1946 tại Thừa Thiên Huế, Việt Nam và bắt đầu phục vụ trong không lực Việt Nam Cộng Hòa năm 1965. Vào tháng 4 năm 1975, chiếc A-37 thuộc biên đội Ó Đen do ông lái bị bắn rơi. Ông bị Cộng sản bắt giữ trong 5 năm. Ông vượt ngục bằng đường bộ đến Thái Lan, đi qua Campuchia rồi xin tị nạn chính trị tại Singapore. Ông đến Hoa Kỳ vào năm 1984, sau đó theo học cao học tại Đại học New Orleans. Trở về Hoa Kỳ sau một thời gian bị cầm tù tại Việt Nam, đầu năm 2000, ông lái một chiếc phi cơ nhỏ bay trên bầu trời Cuba để giải báo. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2000, ông Lý Tống lại cướp một chiếc máy bay nhỏ tại Thái Lan, bay sang Sài Gòn, rải truyền đơn. Và lúc trở về Thái Lan thì ông bị bắt giữ và bị Tòa án Thái Lan kết án 7 năm tù. Trở về Hoa Kỳ từ Thái Lan, ông cư ngụ tại thành phố San Jose, tiểu bang California. Vẫn phong độ như ngày nào, vẫn với ý chí không chấp nhận ý hệ Cộng sản, không chấp nhận nhìn thấy quê hương sống trong tình trạng tân thuộc địa, bị cai trị thông qua một đám thái thú bản xứ. Ông Lý Tống tiếp tục các hoạt động chống chế độ Cộng sản. Ông đi khắp các nẻo đường Hoa Kỳ, Âu Châu, Á Châu, nơi nào có cộng đồng người Việt, nơi đó có sự xuất hiện của ông để cổ động các phong trào đấu tranh. Ông Lý Tống trở thành một trong các biểu tượng chống Cộng sản bền bỉ nhất tại hải ngoại. Vào năm 2010, ông giải dạng phụ nữ đến trung tâm hội nghị Santa Clara, California, xịt hơi cay vào mặt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và bị kết án 6 tháng tù. Cách đây 6 năm, ông chuyển đến thành phố San Diego thuộc tiểu bang California để sinh sống. Ông qua đời vào lúc 9 giờ 16 phút tối hôm thứ Sáu, ngày 5 tháng 4 năm 2019 tại bệnh viện Sharp Memorial Hospital San Diego vì bị sơ phổi. Ông Lý Tống ra đi khi chưa thực hiện được giấc mộng quang sang, nhưng tinh thần bất khuất, sức chiến đấu bền bỉ của ông sẽ là tấm gương cho thế hệ kế tiếp bước tiếp theo con đường các thế hệ cha anh tị nạn đã vạch sẵn.
vĩnh biệt ông Lý Tống, một con ó đen đơn côi, tuy không kéo nổi mùa xuân, nhưng chắc chắn mùa xuân sẽ đến, không những theo ý nguyện của một ó đen, mà của cả 80 triệu con cháu tiên rồng.